Mình chào đến tất cả các bạn. Hôm nay mình đang trồng các cây hoa nhỏ nhỏ, quay cho các bạn coi cho vui. Chậu dâu mấy cây lại nhật, đây là cây dây mục pháo, cây này cây con. Chị ớt cũng chị thêm quá trời trái luôn. Cái gì ấy tên nó cũng hay hay, tên nó cũng hay hay nè, để bữa nào nghiên cứu đây. Có bông má người à. Ở đây màu chuyển sang màu đen chín rồi, này màu đỏ chưa chín.
Đây là cái hoa trăm mây Nhật Bản. Một cái hoa nữa mà nó cũng mất.